Bản tin trưa ngày 24 tháng 3 Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 24 tháng 3 Bản tin trưa nay gồm có những nội dung chính sau đây Tin Việt Nam Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V của Nga Gần 400 người bị ngộ độc bất thường tại Bình Định Một người ở thành phố Hồ Chí Minh đi khám bảo hiểm y tế 80 lần trong 2 tháng đầu năm Giá vàng biến động mạnh do đô la Mỹ vụt tăng. Tin thế giới Nga chung kêu gọi cuộc họp của Liên Hợp Quốc để kiềm chế Hoa Kỳ Pháp triệu tập đại sứ Trung Quốc vì phát ngôn xúc phạm Nghị sĩ châu Âu đe dọa không ký thỏa thuận đầu tư với Bắc Kinh Một chỉ thị dọn đường cho nhiệm kỳ Tổng thống Harris Nhật Bản y án trung thân kẻ sát hại bé Nhật Linh Và sau đây là thông tin chi tiết Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vaccine ngừa covid 19 sputnik v 5 của Nga Ngày 23 tháng 3, Thứ trưởng Y tế ông Trương Quốc Cường đã ký quyết định phê duyệt có điều kiện đối với vaccine Smutnik V do công ty JSC Generium Liên bang Nga sản xuất. Quyết định được đưa ra dựa trên dữ liệu đánh giá an toàn, chất lượng và hiệu quả tính đến ngày 25 tháng 2 do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế Polivac thuộc Bộ Y tế cung cấp. Đây cũng là cơ sở đề nghị phê duyệt vaccine này. Bộ Y tế cũng giao cho Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo làm đầu mối, triển khai đánh giá lâm sàng tại Việt Nam về tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine. Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Nikolai Patrushev hôm 16 tháng 3 đã mang đến Việt Nam lô vaccine 2.000 liều Smooth 5 dưới hình thức quà tặng trong chuyến công du của ông tới Hà Nội. Đây là vaccine nước ngoài thứ hai được Việt Nam phê duyệt cho nhu cầu cấp bách để phòng COVID-19. Hồi đầu tháng 2, Việt Nam phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 do công ty AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phát triển. Theo báo tuổi trẻ, vaccine Sputnik V của Nga đã được 46 nước phê duyệt cho đến thời gian gần đây. Cũng theo báo này, hồi tháng 8, không chỉ chuyên gia quốc tế, chuyên gia của Nga cũng bày tỏ lo ngại về an toàn sức khỏe người dân. Sau khi Nga phê duyệt vaccine Sputnik V, bất chấp những chấn an của Tổng thống Putin, một trong những nguyên nhân được đưa ra vào thời điểm đó là vì nó mới được thử nghiệm trên 36 người, một con số quá nhỏ để đánh giá rủi ro và hiệu quả. Nga được cho là vượt qua thời điểm tồi tệ nhất của dịch bệnh vào tháng 12 năm 2020 với khoảng gần 30.000 ca nhiễm mỗi ngày. Tuy nhiên, số ca mới được ghi nhận trong ngày hiện vẫn dao động ở mức 9.300 tới 10.000 trường hợp mỗi ngày. Gần 400 người bị ngộ độc bất thường tại Bình Định. VOV đưa tin vụ việc xảy ra từ ngày 17 tháng 3 và tính đến ngày 23 tháng 3 đã có gần 400 người dân ở hai xã Bình Tường và Vĩnh An, huyện Tây Sơn đều xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, nhức đầu, vân vân. Hiện tất cả các bệnh nhân đã ổn định sức khỏe. Vào ngày 23 tháng 3, đại diện huyện Tây Sơn cho biết kết quả kiểm định hai mẫu nước từ một hộ dân và nhà máy nước ở khu vực này đều có nồng độ clo dư tự do thấp hơn ngưỡng giới hạn cho phép của Bộ Y tế. Các thông số khác thì nằm trong giới hạn cho phép và không phát hiện thấy vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Tuy nhiên, người dân ở đây vẫn đang hoang mang vì cho rằng nguyên nhân ngộ độc là do nguồn nước. Một số hộ dân đã ngừng sử dụng nước do nhà máy nước Vĩnh An bình tường và chuyển sang dùng nước đóng bình. Tin tiếp theo thưa quý vị, một người ở thành phố Hồ Chí Minh đi khám bảo hiểm y tế 80 lần trong 2 tháng đầu năm. Theo VOV ngày 23 tháng 3, qua dữ liệu của hệ thống bảo hiểm xã hội, đã phát hiện trường hợp một bệnh nhân có số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tới 80 lần chỉ trong 2 tháng đầu năm, với tổng chi phí khám chữa bệnh lên tới 60 triệu đồng. Vấn đề lạm dụng và lợi dụng thẻ bảo hiểm y tế đã được phát hiện từ khá lâu, từ cả hai phía, từ người giữ thẻ bảo hiểm và cơ quan khám chữa bệnh. Có trường hợp bệnh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh đã đi khám suýt soát 150 lần trong một năm có đơn vị lập hồ sơ khống để trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và không ít chuyện bi hài đã xảy ra. Ví dụ, bệnh nhân đã tử vong vẫn được lập hồ sơ khám chữa bệnh. Thai phụ nhập viện sinh con dù trước đó đã cắt toàn bộ tử cung. Cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán phẫu thuật phaco tới 3 lần trên cùng một người bệnh. Vâng, tất cả những điều này có thể góp phần dẫn đến tình trạng thất thoát và thâm hụt quỹ bảo hiểm y tế. Và một tin tức liên quan đến giáo dục, các lỗi của thí sinh sẽ bị đình chỉ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo báo người lao động trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, các thí sinh nếu vi phạm các lỗi sau sẽ bị đình chỉ thi. Thứ nhất, đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi thí sinh đó vẫn tiếp tục vi phạm các quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo. Thứ hai, mang vật dụng bị cấm theo quy định tại điều 14 quy chế này vào phòng thi hay phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ. Thứ ba, đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi. Thứ tư, viết vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi. Thứ năm, có hành động gây gỗ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác. Thứ sáu, không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ. Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả của toàn bộ các bài thi hay môn thi trong kỳ thi năm đó. Giá vàng biến động mạnh do đô la Mỹ vụt tăng. Giá vàng trên thị trường quốc tế biến động mạnh, tăng nhanh rồi giảm sâu trong bối cảnh đồng đô la Mỹ vụt tăng, bất chấp cặp đôi quyền lực nước Mỹ tuyên bố sẽ duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Theo Vietnamnet, giá vàng thế giới đêm 23 tháng 3 cao hơn khoảng 13,6%, tức 207 đô la Mỹ một ounce so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá đô la Mỹ, ngân hàng có giá 49,0 triệu đồng một lượng, thấp hơn khoảng 6,6 triệu đồng một lượng so với giá vàng trong nước tính đến cuối giờ chiều phiên 23 tháng 3. Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 23 tháng 3, đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội tăng giá vàng 4 con 9, thêm khoảng 150.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức 55,15 triệu đồng một lượng với giá mua vào và 55,65 triệu đồng một lượng với giá bán ra. Tại Sài Gòn, Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,20 triệu đồng một lượng mua vào và 55,60 triệu đồng một lượng bán ra. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin thế giới. Vâng, các căng thẳng ngoại giao gần đây đã khiến cho khối Nga Trung và các nước phương Tây ngày càng phân cực. Nga Trung kêu gọi Liên Hợp Quốc để kiềm chế Hoa Kỳ. Hai quốc gia này đã đưa ra một tuyên bố chung hôm 23 tháng 3, theo đó khẳng định, vào thời điểm gia tăng bất ổn chính trị toàn cầu, một cuộc họp thượng đỉnh của các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là đặc biệt cần thiết để thiết lập đối thoại trực tiếp về các cách giải quyết vấn đề chung của nhân loại vì lợi ích duy trì ổn định toàn cầu. Bất bình vì chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc họp báo rằng Moscow và Bắc Kinh muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kiềm chế Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc khẳng định các mục tiêu của họ bao gồm giảm tầm quan trọng của đồng đô la Mỹ đối với nền kinh tế thế giới và phá bỏ các biện pháp trừng phạt, một công cụ trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Lavrov cũng chỉ trích Liên minh châu Âu về các biện pháp trừng phạt nhân quyền của họ đối với Bắc Kinh và Moscow. Tuyên bố chung của hai nước lập luận rằng việc can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền với lý do là thúc đẩy dân chủ thì không thể chấp nhận được. Cả Nga và Trung Quốc đều phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây về vấn đề dân chủ và nhân quyền. Tiếp sau các lệnh trừng phạt của châu Âu nhắm vào Trung Quốc và đòn đáp trả của Bắc Kinh, quan hệ của cả hai bên tiếp tục leo thang căng thẳng. Sau ngoại giao chiến lang ở Mỹ, Trung Quốc lớn giọng luôn tại Pháp Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp dùng những từ như tên côn đồ và con linh cầu điên để gọi các nhà nghiên cứu chỉ trích Bắc Kinh, khiến một chính khách nổi giận cho rằng nước Pháp không phải là cái thảm chùi chân cho Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu tập đại sứ Trung Quốc vì những lời lăng mạ của Bắc Kinh. Ngoại trưởng Pháp ông Jean yves de Drian viết trên Twitter hôm 22 tháng 3, những lời lẽ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp và hành động nhắm vào các quan chức, nhà nghiên cứu và nhà ngoại giao châu Âu là không thể chấp nhận được. Ông Le Drian cho biết thêm đã yêu cầu triệu tập đại sứ Trung Quốc Lưu Sa Dã để nhắc nhở ông ấy một cách kiên quyết về những thông điệp trên. Bộ Ngoại giao Pháp cũng cho biết họ triệu tập ông Lưu cũng để phản đối việc Bắc Kinh ngày 22 tháng 3 đã tuyên bố trừng phạt 10 người châu Âu gồm 5 thành viên nghị viện châu Âu. Trước đó, Bắc Kinh đã tỏ ra giận dữ sau khi một nhóm thượng nghị sĩ Pháp công bố kế hoạch tới thăm Đài Loan. Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris hôm 19 tháng 3 đã gọi một nhà nghiên cứu Pháp có quan điểm chỉ trích chính sách Đài Loan của Bắc Kinh là kẻ lưu manh nhỏ bé. Ngày 20 tháng 3, đại sứ quán này tiếp tục gia tăng chỉ trích nhắm vào nhà nghiên cứu người Pháp, ông Anthony Baudas. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp cũng đưa ra tuyên bố gây sốc. Chiến lang tồn tại là do chó điên quá nhiều, quá dữ, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc không thực thi ngoại giao kiều non. Vâng, căng thẳng leo thang giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến thỏa thuận đầu tư hai bên đang đàm phán. Hôm 22 tháng 3, Trung Quốc nhanh chóng đáp trả EU, tuyên bố đưa 10 cá nhân gồm các nghị sĩ và 4 tổ chức của khối này vào danh sách đen, sau khi Brussels tuyên bố họ áp lệnh trừng phạt lên 4 quan chức Trung Quốc và một tổ chức vì cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Tân Cường. Vì động thái của Bắc Kinh, một số thành viên Nghị viện châu Âu cảnh báo sẽ không phê duyệt thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc. Nghị sĩ thuộc Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ gồm 145 thành viên, bà Kathleen Van Bremt nhấn mạnh trong cuộc họp tại nghị viện hôm 23 tháng 3. Việc tháo rỡ trừng phạt đối với các nghị sĩ là điều kiện trước tiên để chúng tôi bắt đầu các cuộc đối thoại cùng chính phủ Trung Quốc về thỏa thuận đầu tư này. Còn nghị sĩ Đức, ông Richard Butikofer, người đã bị Trung Quốc áp lệnh trừng phạt, viết lên Twitter rằng Việc phê duyệt thỏa thuận EU-Trung Quốc sẽ không khả thi sau khi Bắc Kinh áp lệnh để trừng phạt tự do ngôn luận. Các nhà lập pháp trên toàn chính trường đã đưa ra lo ngại về tình trạng lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Một số người nói rằng họ nên phê chuẩn các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về vấn đề này trước khi thỏa thuận đầu tư được thông qua. EU và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận trên hồi tháng 12 năm 2020 sau 35 vòng đàm phán kể từ năm 2013. Chuyển sang tin tại Mỹ một chỉ thị dọn đường cho nhiệm kỳ Tổng thống Harris. Một chỉ thị mới từ tòa Bạch Ốc có thể là minh chứng cho thấy Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho việc tiếp quản chính quyền của bà Kamala Harris. Một báo cáo trên trang Outspoken, một email đã bị dò dỉ cho thấy thành viên hàng đầu của nhóm truyền thông tòa Bạch Ốc đang chỉ đạo rằng các thư từ chính thức từ tất cả các cơ quan liên bang phải đề cập đến Phó Tổng thống Kamala D. Harris. Chỉ thị ghi rõ Hãy nhớ tham chiếu đến chính quyền hiện tại là chính quyền Biden-Harris trong các thông tin liên lạc công khai chính thức. Twitter chính thức của Tòa Bạch Ốc cũng đã thay đổi nội dung phần mô tả tài khoản thành chào mừng đến với Tòa Bạch Ốc Biden-Harris. Trong khi đó, cả hai tài khoản Twitter at White House từ hai chính quyền trước đều không đề cập đến Phó Tổng thống trong mô tả tài khoản của mình. Vâng, trước đó thì Phó Tổng thống Kamala Harris đã thực hiện các cuộc điện đàm riêng với các nhà lãnh đạo thế giới mà không có mặt Tổng thống Biden như Thủ tướng Naui Anna Sobek, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Đây là động thái được coi là chưa có tiền lệ. Còn tại châu Á, quân đội Myanmar tung bằng chứng là bà Aung San Suu Kyi nhận hối lộ. Theo hãng tin Reuters, chính quyền quân sự Myanmar hôm 23 tháng 3 công chiếu đoạn video, trong đó nguyên lãnh đạo thành phố Yangon ông Phai Minh tố cáo chuyện nhiều lần đã đưa tiền vàng cho cố vấn nhà nước bà Aung San Suu Kyi. Theo lời khai của ông xin cho biết, ông từng đến thăm bà Aung San Suu Kyi nhiều lần và đưa tiền mặt cho bà cùng lời nhắn, bất cứ khi nào bà cần. Ngoài tiền mặt, ông xin còn khai đã từng đưa cho bà Suu Kyi vàng miếng và lụa. Chính quyền quân đội cũng công bố lời khai của thị trưởng thành phố Napital, trong đó cáo buộc Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Suki đã có hành vi gian lận bầu cử bằng cách tạo thêm nhiều phiếu bầu, trong đó một thị trấn có số phiếu bầu tăng gấp 3 lần. Và tin tức cuối cùng trong bản tin trưa nay Nhật Bản y án trung thân kẻ sát hại bé Nhật Linh Truyền thông Nhật Bản đưa tin Tòa án cấp cao Tokyo hôm 23 tháng 3 đã giữ nguyên mức án trung thân trong phiên xét xử phúc thẩm đối với hung thủ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh vào năm 2017. Phán quyết được đưa ra tròn 4 năm ngày xảy ra vụ án gây rúng động cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và người Việt trong nước. Cơ quan công tố và gia đình bị hại trước đó đã đề nghị tử hình bị cáo. Nhưng tòa án đã bác bỏ kiến nghị với lập luận rằng bị cáo đã thực hiện hành vi giết người không có chủ đích. Theo tòa án Chiba, bị cáo Shibuya đã dùng xe bắt cóc Nhật Linh khi cô bé đang trên đường đến trường vào ngày 24 tháng 3 năm 2017. Tên này đã cưỡng đoạt, sát hại và bỏ thi thể của bé Nhật Linh gần một mương thoát nước ở thành phố Abiko hai ngày sau đó. Hung thủ là hội trưởng hội phụ huynh tại trường nạn nhân theo học. Thời điểm bị sát hại, bé Nhật Linh đang là học sinh lớp 3 tại trường Mitsumi Dani ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Và những tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa ngày 23 tháng 3 của Khỏe Tự nhiên. Thùy Dương xin kính chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo trong ngày.